Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Nhật Bản đến chào xã giao nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam và chúc mừng ngài Kishida Fumio được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do và Thủ tướng Nhật Bản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, nhất là trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Kishida Fumio với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các cuộc hội kiến của Thủ tướng Kishida Fumio với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Qua đó hai nước đạt được nhiều nhận thức chung, thỏa thuận và các biện pháp hợp tác quan trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong các chuyến thăm Nhật Bản trước đây, bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng toàn diện của quan hệ hai nước, trong đó có các chuyến thăm trao đổi thường xuyên của lãnh đạo hai nước, quan hệ kinh tế đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hiện nay có gần 450.000 người Việt Nam học tập, lao động và sinh sống ở Nhật Bản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh hai nước cùng xây dựng tốt đẹp kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 để tạo thêm những cơ sở lâu dài cho quan hệ thực chất, hiệu quả và thiết thực giữa hai nước trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trao đổi về những đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Kishida Fumio chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm cao, bầu tiếp tục giữ trọng trách là Tổng Bí thư và cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Thủ tướng và đoàn, sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Ngài Thủ tướng đã chia sẻ về những kết quả quan trọng đạt được nhằm tăng cường, mở rộng hợp tác giữa hai nước trong hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cuộc hội kiến với các vị lãnh đạo của Việt Nam. Thủ tướng Kishida Fumio trân trọng đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam và khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Cùng với những trao đổi về quan hệ song phương, hai vị lãnh đạo chia sẻ ý kiến về một số vấn đề mà khu vực quốc tế hai bên cùng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Trước khi diễn ra lễ đón chính thức, Thủ tướng Nhật Bản đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Nhật Bản cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tại lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Kishida Fumio. Sau cái ôm, bắt tay nồng ấm của hai người bạn lâu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Kishida Fumio bước trên thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay để tới bục danh dự. Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã di chuyển tới khuôn viên trụ sở chính phủ để trồng cây lưu niệm. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của ngài Kishida Fumio sau 6 tháng ông nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản và sau 5 tháng kể từ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng thành viên đoàn hai nước đã tiến hành hội đàm. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản trong quan hệ với Việt Nam, cũng như tình cảm tốt đẹp mà Ngài Thủ tướng dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Kishida diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Hai nhà lãnh đạo đã đánh giá những tiến triển tích cực trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được từ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11 năm 2021, nhất trí cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á bước vào giai đoạn phát triển mới trên tinh thần tình cảm, chân thành, tin cậy, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế hậu COVID-19, đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
tạo đột phá trong phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số và hợp tác y tế. Thủ tướng đề nghị Thủ tướng Kishida quan tâm chỉ đạo cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam khoảng 500 triệu đô la Mỹ với thủ tục đơn giản, dài hạn, có thể ân hạn và lãi suất thấp. Chính phủ Việt Nam quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ giải quyết vướng mắc trong một số dự án ODA, FDI như dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ vui mừng vì chỉ sau chưa đầy nửa năm, ông đã hai lần hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định thực sự có mối lương duyên với Việt Nam vì trên các cương vị khác nhau, ông đã gắn bó với Việt Nam suốt 25 năm qua. Thủ tướng Kishida cho biết, Nhật Bản muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng lượng, cơ sở hạ tầng, xuất khẩu nông sản, phòng chống thiên tai, thúc đẩy giao lưu con người, an ninh quốc phòng và hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên. Sau cuộc hội đàm trong không khí chân thành, tin cậy, thẳng thắn, trách nhiệm, thực chất, hiệu quả, hai thủ tướng đã chứng kiến các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi 21 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của hợp tác Việt Nam-Nhật Bản. Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng dự hội thảo hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng do Bộ Công Thương và Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tổ chức. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Hai quốc gia có thể hợp tác chia sẻ để đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số của hai quốc gia, theo đó tiến tới thiết lập một quan hệ hợp tác đối tác số. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu cho rằng khả năng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam là không có giới hạn. Nhật Bản và Việt Nam đã và đang tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa hướng tới giai đoạn hậu COVID-19. Trước hết, để doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ổn định tại Việt Nam thì công nghiệp phụ trợ của Việt Nam là yếu tố then chốt. Tiếp theo, Nhật Bản và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội trên nhiều lĩnh vực thông qua chuyển đổi số. Và thứ ba là đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Trong thời gian tới, với sự quyết tâm và ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản, hợp tác đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa cung ứng giữa hai nước sẽ không chỉ là cơ hội mà còn là công cụ hữu hiệu giúp hai nước đạt được mục tiêu, khát vọng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược tin cậy, thân thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tiếp Thủ tướng Kishida Fumio vào trưa nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành mối quan hệ thân hữu, tin cậy và gắn bó giữa hai đất nước và hai dân tộc. Đây là lần thứ ba Chủ tịch nước hội kiến với Thủ tướng Kishida Fumio sau các cuộc gặp vào năm 2016 và 2018 để trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng giữa hai nước bạn bè. Đặc biệt, cả ba cuộc hội kiến này đều diễn ra vào tháng 5. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thủ tướng Nhật Bản tới thăm Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng Nhật Bản là một trong các cường quốc hàng đầu thế giới, cùng với Việt Nam chia sẻ lợi ích chung cũng như cùng thúc đẩy hợp tác và hòa bình trên thế giới. Thủ tướng Kishida Fumio trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên bất cứ cương vị nào đều nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Nhật Bản và Việt Nam. Đây là mối quan hệ đã được khởi nguồn từ cách đây hơn 400 năm qua các tàu buôn của Nhật Bản tới thương cảng Hội An. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm thành công, thể hiện tinh thần hợp tác mạnh mẽ, toàn diện, rộng mở và lâu dài, đồng thời nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Kishida Fumio về việc hai nước sẽ phối hợp để tổ chức thành công các hoạt động trong năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, với tầm nhìn cho quan hệ giữa hai nước trong 50 năm tới. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Kishida Fumio đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng sẽ là dấu mốc làm sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Với gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hiện nay là quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là một trong những mối quan hệ hiếm có trên thế giới, là tài sản rất quý mà hai nước cần gìn giữ, trân trọng và phát huy. Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tăng cường hoàn thiện thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi với môi trường đầu tư kinh doanh cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, đối tác hết sức quan trọng của Việt Nam về đầu tư, thương mại.
đã và sẽ sẵn sàng tháo gỡ những rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Nhật Bản sự đón tiếp nồng ấm và long trọng. Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và giao lưu nghị sĩ hai nước, đồng thời chia sẻ đã có 25 năm là Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. Thủ tướng luôn rất nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nghị viện Nhật Bản với Quốc hội Việt Nam. Nhân dịp này, qua Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki sang thăm Việt Nam. Ngay sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản trong quan hệ với Việt Nam, cũng như tình cảm tốt đẹp mà Ngài Thủ tướng dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới, thực chất, hiệu quả và sâu rộng hơn nữa. Nhất trí tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường chất lượng, quy mô hợp tác, xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, chính trị, an ninh quốc phòng và các hợp tác trên diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng giao thông như các tuyến đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng giao thông chiến lược mới như tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, tăng cường kết nối Việt Nam và Lào và định hướng hợp tác phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế hậu COVID-19, tăng cường kết nối hai nền kinh tế và chuỗi sản xuất cung ứng, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại, phát triển công nghiệp phụ trợ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, ưu tiên triển khai các sáng kiến mới phù hợp với quan tâm và lợi ích chung của hai bên. Hai bên đang nỗ lực hoàn thành giai đoạn thử nghiệm biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật trên quả nhãn tươi Việt Nam trong tháng 6 năm 2022, hướng tới mục tiêu xuất khẩu quả nhãn tươi Việt Nam sang thị trường Nhật Bản vào tháng 9 năm 2022. Phía Nhật Bản cũng ghi nhận đề xuất của Việt Nam về việc tiếp tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả khác của Việt Nam như bưởi, bơ, chôm chôm. Hai bên thống nhất thúc đẩy xuất khẩu quả nho của Nhật Bản sang thị trường Việt Nam. Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ Việt Nam quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản. Hai bên cũng trao đổi ý kiến thực chất về vấn đề Biển Đông, tình hình Ukraine và các thách thức an ninh phi truyền thống và các vấn đề khác. Hai bên cam kết tăng cường phối hợp duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trong các hoạt động trên biển, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Về tình hình Ukraine, hai bên khẳng định tôn trọng nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nước, không đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, kêu gọi các bên kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài. Việt Nam đã bày tỏ quan điểm toàn diện về vấn đề nhân đạo tại Ukraine, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo $500,000 cho Ukraine thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023 xứng tầm quan hệ, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch, mở ra một trang sử mới, nâng tầm cao quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản. Hai bên nhất trí cao tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng gần 450,000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Hai bên khẳng định sẽ hợp tác bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cộng đồng người Việt Nam. Thủ tướng Kishida Fumio trân trọng sự đón tiếp trang trọng, nồng ấm mà phía Việt Nam dành cho đoàn,
bày tỏ hết sức vui mừng được tới thăm Việt Nam trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật vào tháng 11 năm 2021. Thủ tướng Nhật Bản cho biết, ông đã đảm nhiệm vai trò là thành viên Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt trong suốt hàng chục năm qua, nhất trí với các phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông cho biết thêm, hai bên đã thảo luận các biện pháp hợp tác để thúc đẩy hợp tác giai đoạn hậu COVID-19 thực chất hơn nữa. Trong đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và hợp tác công nghệ trong khuôn khổ sáng kiến tương lai châu Á của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật cũng cho biết, hai bên sẽ nỗ lực sớm hoàn thành dự án đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác nâng cao kỹ năng của các thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Nhật Bản hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam, thúc đẩy dự án vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam với độ phân giải cao, tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, bảo đảm an ninh mạng. Cũng nhân dịp này, hai thủ tướng đã chứng kiến các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi 22 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực. Chiều nay ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuối năm 2021, tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa hai lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở tình cảm, chân thành, tin cậy, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Hôm nay, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, Trường Trung học Phổ thông Nghi Lộc 1, Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh luôn đóng vai trò là một trung tâm đào tạo tri thức cho huyện Nghi Lộc. Ghi nhận những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn trong sự nghiệp chồng người, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh, đồng thời trao 60 suất học bổng cho học sinh có thành tích cao trong học tập.